nóng, Nga bất ngờ quay lại tấn công Kherson, đại tá Ukraine tử trận. Đại tá lực lượng vũ trang Ukraine Mykola Krasivov đã tử trận trên lãnh thổ khu vực Kherson mà Ukraine hiện đang kiểm soát. Đây là thông tin mới nhất đăng trên Telegram ngày hôm nay. Được biết, vị này là chỉ huy của tiểu đoàn 105 thuộc lữ đoàn cơ giới thứ 63 mới đến đóng quân tại Kherson được 3 ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi nơi đây. Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kherson trên tinh thần tự nguyện. Các nhà chức trách Ukraine đã sẵn sàng đảm bảo sơ tán dân cư ở phần hữu ngạn của vùng Kherson. Bất kỳ ai đến các khu vực khác sẽ được đảm bảo phương tiện đi lại, chỗ ở, chăm sóc y tế. Chỉ 2 ngày sau khi lệnh sơ tán được thông báo, đêm ngày 22, rạng sáng 23 tháng 11, chính quyền Kherson đã báo cáo về việc Nga tấn công gây ra thương vong. Cơ sở hạ tầng dân sự tiếp tục là mục tiêu của Nga ở Kherson. Có một số dân thường bị thương và đang được hỗ trợ y tế. Trước khi tấn công vào các thành phố này, Nga đã pháo kích và giải phóng các khu vực lân cận trong vòng 24 giờ. Cùng ngày, Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong trận chiến tại các khu vực khác của Ukraine, quân đội Nga đã tiêu diệt tới 1.400 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố rằng phía Ukraine đã mất các trang thiết bị bao gồm 2 máy bay Su-25, trực thăng Mi-8, 12 xe tăng và gần 50 xe chiến đấu bọc thép khác. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giải phóng toàn bộ làng Palovka. Việc chiếm khu vực làng này sẽ mở ra bàn đạp cho những đợt tấn công tiếp theo của quân đội Nga ở Donbass.